vậy mà đầu video clip này thì em cùng các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn nhạc nền rất là tuyệt vời trên ba thiết bị. Thứ nhất thì các bác nhìn thấy đây là cặp loa DK. Đây là dòng loa sử dụng bass 25 và một loa chép kèn. Đối với những dòng loa full thì các bác biết rồi, bao giờ nó đem đến âm thanh của nó rất là sáng, nghe tiếng của nó rất là bay, giúp chúng ta nghe nhạc như là hát karaoke trên những dòng loa như thế này rất là tuyệt vời. Và sản phẩm thứ hai thì các bác nhìn thấy đây là một chiếc vang số đến từ thương hiệu DB Acoustic, đó là dòng Moderna 500P. Chiếc vang này thì có mức giá là 3.500.000 đồng. Và trọng tâm ở video clip này thì các bác nhìn thấy đây là một chiếc đẩy đến từ thương hiệu Crown. Nói đến thương hiệu Crown thì các bác đều đã biết rồi, đây là một cái thương hiệu audio rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Chất âm của những dòng đẩy Crown này nó đem đến, các bác nghe thấy tiếng bass của nó lực, nghe tiếng bass của nó rất là dày, tròn. Về phần chung thì nghe âm thanh rất là trong và chép của nó rất là sáng. Bởi vậy những dòng đẩy Crown như thế này được rất nhiều bác yêu thích, lựa chọn rất là nhiều để kết hợp với những dòng loa hát karaoke, rồi là những dòng loa vừa nghe vừa hát. Các bác có thể đánh với những dòng loa nằm, rồi là những dòng là loa full hay là những dòng là loa boss, thì các bác kết hợp với những dòng đẩy Crown như thế này rất là tuyệt vời. Ở video clip này thì em cũng đã mở nắp sẵn chiếc đẩy Crown 410 để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về cách thiết kế của dòng model này ở phía bên trong, cũng như là về tình trạng của chiếc đẩy Crown này để các bác có thể tham khảo nghiên cứu. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Về cách thiết kế của dòng đẩy Crown 410 này thì các bác nhìn thấy nó sử dụng là 8 sò. Mỗi một bên thì nó sử dụng là 4 sò. Các bác thấy nó được bố trí dọc hai bên sườn như thế này. Và hệ thống thanh tản nhiệt thì các bác thấy nó được bố trí rất là lớn. Đấy, chạy dọc ở phía bên tay trái và ở phía bên tay phải này. Các bác thấy nó sử dụng là 8 sò, mỗi một bên là 4 sò và nó sử dụng sò vương niệm, các bác thấy rất là cụ thể. Các bác thấy về vấn đề sò của nó thì là sử dụng sò vương niệm nguyên bản hết, nguyên zin. Đấy. Và nó sử dụng một cái biến thế nguồn. Các bác thấy đây là biến thế nguồn này, ở giữa thì nó sử dụng một cái quạt. Đấy. Ở phía dưới các bác thấy nó được bố trí những cái phên mạch ở đây này. Và các bác thấy nó sử dụng hai con tụ lọc và các bác thấy nó cũng sử dụng tụ vương niệm này. Các bác thấy biểu tượng rất là rõ trên tụ lọc âm. Chất âm của những dòng đẩy Crown thì các bác biết rồi, rất hay. Đấy. Ở phía sau của dòng này thì các bác thấy bên này là cầu đưa tín hiệu ra loa. Đấy, nó đánh dấu ký hiệu rất là rõ, cọc âm và cọc dương. Bên này là cái jack đưa tín hiệu đi vào. Đấy. Volume đây. Và đối với chiếc đẩy Crown 410 này thì các bác lưu ý nhé, đây là chiếc đẩy chạy nguồn điện 120V. Các bác nhìn thấy em cũng đã sử dụng loa đây này. Đấy, loa đổi nguồn này 120V, đưa ra cái ổ điện này để em cắm dây ba chân. Các bác thấy rất là cụ thể. Nó đang quảng cáo đấy, các bác chờ em lát. Các bác thấy rất là rõ về tình trạng nội thất của chiếc đẩy Crown 410 này. Ở video clip này thì các bác thấy thì chủ yếu em giới thiệu đến các bác về chiếc đẩy Crown 410 này để các bác có thể tham khảo. Đây là một mẫu đẩy thì các bác thấy ở trong phân khúc tầm tiền thì đây là dòng model rất là đáng chơi cho các bác rồi. Và hiện nay những dòng đẩy Crown 410 này hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều shop bán với mức giá vào khoảng 7 triệu đến 7 triệu rưỡi. Tuy nhiên thì em để cho các bác với một mức giá rất là hợp lý. Đấy. Dưới cái mức giá như em vừa nêu trên, các bác có thể tham khảo. Các bác nào quan tâm về chiếc đẩy Crown 410 này và các bác có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em. Bên cửa hàng của chúng em để cho các bác với một mức giá rất là tốt để các bác có thể sở hữu cho mình những chiếc đẩy Crown chất lượng đến từ Mỹ như thế này. Đặc biệt là nó chạy nguồn điện 120V, các bác lưu ý nhá. Đấy. Nắp của nó ở phía bên sườn đây. Em để sang bên này này. Đấy, đây là nắp đậy ở phía trên.
Về nội thất của nó thì các bác cũng đã được quan sát rất là cụ thể rồi. Và mở đầu video clip thì em cũng đã test đã. Qua một đoạn nhạc nền các bác cũng đã được thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời. Được kết hợp đẩy crown 410 cùng với cặp loa DK KH10 và một chiếc vang số đến từ thương hiệu DB Acoustic. Và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip này thì em giới thiệu đến các bác về chiếc đài này rồi. Và cuối cùng thì các bác nhớ các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.